Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Ba công dân Hoa Kỳ bị tấn công thiệt mạng tại Kenya. Quân đội Hoa Kỳ loan báo, ba công dân Hoa Kỳ gồm một quân nhân và hai nhà thầu đã bị giết chết trong một cuộc tấn công vào hôm qua ở một căn cứ quân sự Kenya, được sử dụng bởi cả quân đội Hoa Kỳ lẫn quân đội Kenya. Cuộc tấn công này, theo họ, là do nhóm quá khích Al-Shabaab ở Somalia tổ chức. Bộ Chỉ huy Phi châu của quân đội Hoa Kỳ xác nhận số tử vong, nói là có thêm hai người Mỹ làm việc cho Bộ Quốc phòng cũng bị thương trong cuộc tấn công vào phi trường Manda Bay ở quận Lamu, gần biên giới giáp ranh Somalia. Bộ Chỉ huy Phi châu cho biết những người bị thương trong tình trạng ổn định và đã được di tản. Cuộc tấn công này là một cuộc khủng hoảng cho Washington, trong khi ngũ giác đài đang gặp khó khăn đối phó với sự đối đầu leo thang ở Iran. Hàng ngàn người diễn hành qua cầu Brooklyn để ủng hộ cho cộng đồng Do Thái. Hàng ngàn người diễn hành qua cầu Brooklyn vào hôm Chủ nhật trong cuộc diễn hành chống hận thù sau một loạt các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Do Thái. Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, nói rằng ông dự định đề nghị một luật tiểu bang mới, trong đó sẽ quy định tội thù ghét là khủng bố trong nước. Ông cho biết đó là những kẻ khủng bố và cần phải được trừng trị một cách thích đáng. Một loạt các cuộc tấn công bài Do Thái xảy ra ở khu vực New York cuối năm 2019. Và hôm 28 tháng 12, một người đã đâm 5 người khi họ quy tụ tại nhà thờ của một rabbi ở phía bắc thành phố New York để mừng lễ Hanukkah. Grafton Thomas, 37 tuổi, đã ra tòa và không nhận 5 tội danh âm mưu giết người mà một tội trộm cắp. Ông Cuomo vào hôm Chủ nhật cho biết lực lượng cảnh sát tiểu bang sẽ được tăng cường và lực lượng đặc nhiệm chống thù ghét cũng tăng cường hiện diện ở những cộng đồng có nguy cơ bị tấn công. Tiểu bang New York cũng chi thêm 45 triệu Mỹ Kim cho các trường ngoài công lập và các cơ quan tôn giáo để bảo đảm an ninh. Sở cảnh sát New York ghi nhận có ít nhất 14 cuộc tấn công bài Do Thái trong 2 tuần qua. Cảnh sát cũng cho biết 423 vụ tội phạm thù ghét xảy ra ở thành phố trong năm 2019. Trong khi đó thì có 5 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn ở Pennsylvania. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bus du lịch, 3 xe đầu kéo và một xe chở khách làm cho 5 người thiệt mạng và khoảng 60 người khác bị thương trên đường Pennsylvania Turnpike vào sáng Chủ nhật. Quỹ ban an toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NTSB, đã cử nhóm điều tra tai nạn đến thị trấn Mount Pleasant, cách Pittsburgh khoảng 64 km về phía đông nam, để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn liên hoàn lúc sáng sớm. Vụ tai nạn buộc xa lộ phải đóng cửa một đoạn dài 138 km ở cả hai hướng, vừa lối ra New Stanton và Bridgewood. 5 người trong những chiếc xe mốc méo tử vong và khoảng 60 người khác bị thương, trong đó 2 người bị thương khá nặng. Nhóm cấp cứu cũng gặp phải trở ngại ngôn ngữ vì một số hành khách trên xe bus chỉ nói tiếng Nhật, trong khi những người khác thì nói tiếng Tây Ban Nha. Những người bị thương nằm trong độ tuổi từ 7 đến khoảng 60. Nguyên nhân vụ va chạm vẫn đang được điều tra, nhưng theo một số tài xế cho biết, điều kiện thời tiết xấu tại lúc xảy ra vụ tai nạn ở khu vực nằm cách vành đai tuyết ở miền Tây của Pennsylvania. Kính thưa quý vị, Serena Williams, nữ danh thủ quần vợt xuất sắc nhất của thập niên. Nữ danh thủ quần vợt Hoa Kỳ Serena Williams được hãng thông tấn Associated Press bầu chọn là nữ vận động viên xuất sắc nhất của thập niên. Các chủ bút và phóng viên của hãng AP vào hôm 28 tháng 12 đã bầu chọn Serena Williams bởi vì cô thống trị hầu hết làng tennis trong suốt 10 năm qua, cùng với thời gian kéo dài hơn 3 năm đứng đầu bảng xếp hạng các tay vợt nữ trên thế giới. Trưởng ban điều hành USTA và là cựu giám đốc điều hành WTA Stacey Alastair đã hết lời ca ngợi Serena Williams, được AP trích dẫn. Khi những cuốn sách lịch sử được viết, có thể nói rằng Serena Williams là nữ lực sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử. Tôi thích gọi bằng từ siêu quyền lực Serena, tức là Serena Superpowers. Mỗi khi gặp vấn đề sức khỏe và khi trở lại sân đấu, giống như thời trẻ, Serena hầu như xuất sắc trở lại và chứng tỏ cô vẫn còn phong độ là của một nhà vô địch. Những thành tích của cô đã tự nói lên tất cả. Simone Biles, nữ đấu thủ môn thể dục dụng cụ, chiếm vị trí thứ nhì
và tay bơi nữ Katy Ledecky đứng thứ ba. Lần lượt hạng thứ tư và thứ năm là hai nữ trượt tuyết Lizzie Ward và Michaela Schifrin. Kính thưa quý vị, các tín đồ Thiên Chúa Giáo cùng nhau tắm trên dòng sông lạnh giá để đánh dấu ngày Chúa Giêsu được rửa tội, hay còn gọi là Epiphany. Nhiều dân cư bản xứ và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau trầm mình xuống dòng sông Golden Horn ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Hai 6 tây tháng 1 để đánh dấu dịp lễ Epiphany truyền thống. Rất nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo đến từ khắp nơi đã quy tụ về Thổ Nhĩ Kỳ để nghe nhà lãnh đạo tôn giáo Pastor Lemuel giảng đạo nhằm mục đích tưởng nhớ tới lễ rửa tội của Đức Chúa Giêsu. Sau khi được một vị linh mục làm lễ ban phước lành, mọi người mới bắt đầu lặn ngụp trong dòng nước. Ngày lễ Epiphany của người Công giáo được tổ chức hàng năm nhằm kỷ niệm ngày Chúa Giêsu được rửa tội trên sông Jordan. Theo truyền thống, tại lễ Epiphany, các tín hữu Thiên Chúa Giáo sẽ được rửa sạch mọi tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Trong khi đó, thì cuộc diễn hành Ba Vua diễn ra từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Cuộc diễn hành Ba Vua hay còn gọi là Three Kings thường niên đã diễn ra trên các đại lộ chính ở trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào ngày Chủ nhật 5 tây tháng 1, nơi trẻ em và người lớn cùng tham gia đón mừng ngày lễ Epiphany truyền thống. Đây là một ngày lễ quan trọng đối với các tín đồ Thiên Chúa Giáo nhằm để kỷ niệm ngày ba vị vua thông thái đến Bethlehem thăm Chúa Giêsu hài đồng. Hàng trăm trẻ em đứng bên đường đã rất vui mừng khi nhận được nhiều bánh kẹo do đoàn người diễn hành trao tặng. Cuộc diễn hành Three Kings thường được tổ chức tại thủ đô Madrid vào ngày 5 tây tháng 1 hàng năm, trước ngày lễ thánh Epiphany đúng một ngày. Hàng ngàn gia đình cư ngụ trong thành phố đều tập trung trên các ngã đường chính để được dịp theo dõi ba vị vua Melchior, Gaspar và Baltazar trình diễn trên sân khấu trong những bộ trang phục đầy màu sắc. Lễ Epiphany tại Tây Ban Nha thường được người dân trong vùng coi trọng hơn là cả dịp lễ Giáng sinh. Một lần nữa, kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 18.14 và Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam.